Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày đầu tuần, mưa có xu hướng giảm dần về diện và lượng ở các tỉnh thành miền Bắc, nhưng lại diễn ra diện rộng ở phía Nam. Còn Trung Bộ thì trời tiếp tục có nắng nóng cục bộ. Cụ thể là ở miền Bắc, do các hình thế gây mưa hoạt động yếu dần, nên trong sáng nay thì trời có nhiều mây, có mưa rào và dông. Mặc dù thời điểm mưa lớn đã trôi qua, nhưng mà người dân vẫn cần phải đề phòng sạt lở đất đá vùng đồi núi do mưa đã kéo dài nhiều ngày nay. Từ trưa chiều thì mưa giảm nhanh và trời chuyển nắng trở lại, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng là từ 30 cho tới 33 độ. Với miền Trung, diện nóng sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực các tỉnh thành phố, từ Quảng Bình trở xuống tới Quảng Ngãi với mức nhiệt cao 34 đến 36 độ, cục bộ thì có nơi cao hơn. Vùng phía Bắc của miền Trung là khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, cũng như là khu vực từ Bình Định trở xuống tới Bình Thuận sẽ có mưa về chiều, ngày trời nắng không mạnh nên mức nhiệt sẽ giảm, còn từ 32 đến 34 độ. Gió mùa Tây Nam đã mạnh lên thấy rõ, phát triển suốt từ mặt đất lên tới độ cao 1.500m, tạo ra một cột ẩm dày tới hơn 1 km. Dưới tác động của cột ẩm dày này, trong chiều tối và tối nay thì toàn Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ đều có mưa nhiều nơi. Mưa vừa, có nơi mưa to, tập trung nhiều ở khu vực phía tây của các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, dọc theo chiều phát triển của gió mùa Tây Nam. Còn về mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên chỉ từ 29 cho tới 32 độ, trong khi thì ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cũng chỉ từ 30 đến 33 độ. Trên biển, khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, sóng cao từ 2 đến 3 mét biển động. Mưa rông cũng đang xuất hiện nhiều nơi ở các khu vực này. Ngoài ra, ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa cũng có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy cùng với gió giật mạnh. Đối với thủ đô Hà Nội, sáng nay cũng có xác suất mưa cao trên 80%. Nền nhiệt lúc này vào khoảng 26 đến 27 độ, thời tiết mát mẻ. Nhưng mưa sẽ phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông sáng đầu tuần. Từ trưa chiều thì trời giảm mưa, có thể hửng nắng về chiều, nên nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng 32 đến 33 độ. Trong khi đó, với thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay tiếp tục duy trì xác suất mưa thấp dưới 45%. Mức nhiệt đêm ở Đà Nẵng giao động trong khoảng từ 27 đến 28 độ. Còn trong ngày thì nhiệt độ sẽ ở mức khá là cao, 34 đến 35 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần, chiều và tối nay sẽ có mưa rào và dông với xác suất mưa là trên 80%. Người dân cần phải đề phòng tố lốc trong cơn dông cũng như là nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp do mưa lớn cục bộ gây ra. Còn từ sáng tới trước 15 giờ chiều thì trời nắng gián đoạn với ngưỡng nhiệt độ cao nhất ở quanh mức 32 đến 33 độ. Do ảnh hưởng của rãnh thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến mức 5.000m, nên mưa còn diễn ra diện rộng đến sáng ngày 10 tháng 6. Do có mưa lớn liên tiếp và dồn dập, cần phải đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
Dự báo từ trưa chiều mùng 10 tháng 6, khi mà hình thế gây mưa suy yếu thì mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ sẽ có khả năng giảm dần. Từ ngày 11 tháng 6, khi mà vùng thấp nóng phía Tây có xu hướng hoạt động trở lại, thì nền nhiệt sẽ có xu hướng gia tăng nhanh tại Bắc Bộ. Khoảng từ ngày 12 tháng 6, sẽ có nơi nhiệt độ cao nhất ngày sẽ chạm ngưỡng là 35 độ. Với khu vực Trung Bộ, tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và từ Bình Định cho đến Bình Thuận, sẽ là trạng thái nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 30 đến 33 độ. Các tỉnh còn lại của Trung Bộ, ngày nắng, mưa rào và dông cũng chỉ xuất hiện vài nơi. Cục bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ngưỡng 35 đến 36 độ. Từ 12 tháng 6 thì nắng nóng sẽ gia tăng cả về diện và cường độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 24 giờ tới, gió Tây Nam tầng thấp có xu hướng mạnh dần lên. Chính vì vậy, mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng trên diện rải rác, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông thì cần phải đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày mùng 10 tháng 6 tại khu vực Tây Nguyên sẽ phổ biến là từ 28 cho tới 31 độ và từ 31 đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Sau đó từ ngày 11 tháng 6 khi mà gió Tây Nam hoạt động với cường độ giảm dần thì mưa cũng sẽ giảm trên khu vực này. Ngày có nắng nhiều hơn nên nhiệt vì vậy cũng sẽ tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ trên cả hai khu vực này. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Toàn biển Đông, trong đó có hai huyện đảo là Hoàng Sa cùng với Trường Sa. Gió có hướng Tây Nam đến Nam, phổ biến có cường độ khoảng cấp 4 đến cấp 5, có mưa rào và dông rải rác, làm tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Ngoài ra tàu thuyền cũng nên cảnh giác với khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Và đến đây bản tin thời tiết cuối ngày 9 tháng 6 cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị. Thank you.